Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về được một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q, ngoại thất màu trắng ngọc trai và nội thất là màu be. Thì hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chi tiết của nội ngoại thất chiếc xe này, để anh chị nào quan tâm đến chiếc xe Camry màu trắng, và đồng thời cũng giới thiệu cho anh chị một chút về các phiên bản Camry hiện tại và giá bán của thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Thì Toyota Camry thì được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trong đó có phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản 2.0G của giá niêm yết là 1.070.000.000, và ở thời điểm hiện tại thì chiếc xe đó lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1.130.000. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q sẽ có giá niêm yết là 1.185.000. Ở thời điểm hiện tại thì sẽ lăn bánh nó rơi khoảng tầm 1.3 và đang được hỗ trợ gói phụ kiện trị giá là 30.000.000. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản 2.5Q, phiên bản trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết là 1.370.000.000, và thời điểm này thì đang được lăn bánh nó sẽ rơi khoảng tầm 1.5 và đang được hỗ trợ gói phụ kiện trị giá 30.000.000. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Hybrid thì đang ký chờ, với em ký chờ khoảng tầm tháng cuối tháng 3 và tháng 4 thì sẽ có giá là 1.495.000.000. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của các phiên bản Toyota Camry, và đặc biệt là phiên bản 2.5Q này, phiên bản gần như là sẽ là bán chạy nhất từ trước đến giờ của Toyota Camry, có giá niêm yết là 1.370.000.000. Và đặc biệt là thời gian này đang bên em đang sẵn xe màu trắng màu đen, và cũng như là có giá hỗ trợ là rất là tốt, đang được hỗ trợ 30.000.000 tiền phụ kiện. Thì đầu tiên sau khi giới thiệu cho anh chị về tổng quan thông tin xe thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cụ thể nội ngoại thất chiếc xe này. Xe Toyota Fortuner, Toyota Camry thì ở phần đầu xe thì đã được thay đổi từ cuối 2021 đầu 2022, đã được mở rộng cái phần cánh mặt ca lăng lấy gió này, và cụm đèn đã được vẫn gần như là giữ nguyên. Còn ngoài ra thì ở phần đầu xe này chúng ta đặc biệt sẽ thấy cái khu cụm này nổi bật nhất là cái tính năng Toyota Safety Sense giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cũng như là hỗ trợ cho người lái về hệ thống đèn auto pha cốt này, rồi các cái hỗ trợ phanh, nó có sau cái logo này là một cái radar, và sau dưới cái logo đấy nó là một cái mắt cam trước của Camaro 60. Mà ở phiên bản 2.5Q này sẽ được trang bị là 8 cảm biến, trong đó có 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Còn ở phần hông thân xe thì xe được trang bị la răng dạng phay xước có kích thước là 18 inch, hướng đến sự trẻ trung. Còn ở phần gương này chúng ta sẽ thấy cái mắt cam, hai bên gương là hai cái mắt cam trong hệ thống Camaro 60. Và đặc biệt nữa, đi đến phần này thì ngoài thấy được cái mặt la răng của xe thì chúng ta sẽ thấy được cái mức tiêu hao nhiên liệu bản 2.5Q mà chỉ có 7,09 lít trên 1 km đường hỗn hợp, thì chiếc xe này phiên bản 2022-2023 này đã được nâng cấp về máy, cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chỉ còn có hơn 7 lít một chút, mà cái mã lực được tăng khá là nhiều. Còn ở phần đuôi xe, đây là mắt cam sau trong cái hệ thống Camaro 60 phiên bản 2.5Q, và cụm đèn thì cũng gần giống như cái phiên bản trước, cũng là cụm đèn full LED và 4 cảm biến sau. Ngoài ra thì một cái đặc biệt mà chỉ có phiên bản 2.5Q này có là, như anh chị thấy, chỉ có phiên bản này mới có được là bộ kép. Còn kể cả phiên bản Hybrid, phiên bản cao cấp nhất thì cũng chỉ có duy nhất một bộ thôi. Vừa rồi là cái phần ngoại thất của xe, thì em sẽ giới thiệu anh chị một chút về phần nội thất. Đây là tùy chọn nội thất màu kem. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu thay đổi thì có thể là có một lựa chọn nữa là nội thất màu đen. Hai phiên bản thì bằng giá tiền nhau. Còn tuy nhiên là cái màu sắc thì phiên bản màu trắng ngọc trai này sẽ cao hơn màu đen là 8.000.000. Thì như anh chị thấy, từ trái qua phải, phần nội thất của xe được bọc toàn bộ bằng
da màu be và một số cái khu là nhựa. Chỉ có mặt táp lô phía bên trên này thì sẽ được phủ một lớp da màu đen thôi. Chủ yếu là sẽ là màu be thì cái khoang người ngồi bên trong xe rất là rộng rãi. Thì từ trái qua phải anh chị thấy đây là một cụm bộ nhớ ghế này, bộ chỉnh gương này, bộ chỉnh đèn pha cốt tự động, chất tất chân trượt này, Kama 60 mở cốp này và mở xăng. Em sẽ bật màn hình lên này. Như chị thấy là vừa nãy em bấm ấn cốt bật điện lên ấy, thì cái vô lăng của nó sẽ tự động hạ xuống, bởi vì là khi mà chị tắt máy thì vô lăng tự hạ lên để giúp cho người lái nó ra vào xe dễ dàng hơn. Còn đây là mặt đồng hồ hiển thị của xe. Cái cụm này là cụm mà điều chỉnh cái chức năng Toyota Safety Sense K360 trong Toyota Safety Sense em giới thiệu bên ngoài, trong cái nằm trong cái cụm cụm logo ấy. Còn đây là cửa sổ trời này. Màn hình sẽ được sử dụng màn hình JBL kèm với 9 loa JBL. Cái điều hòa thì sẽ được trang bị là điều hòa 3 vùng tự động, sạc không dây, phanh tay điện tử auto hold. Và một cái đặc biệt nữa là cái hàng ghế thứ hai của xe thì được trang bị là hai rèm cửa hai bên theo xe. Và một rèm phía sau, thì rèm phía sau này sẽ là rèm điện anh chị ạ. Và một cái đặc biệt nữa thì riêng dòng Camry có trong phân khúc này là cái bộ bảng điều khiển cho hàng ghế người ngồi thứ hai, thì sẽ có là cái chỉnh chế độ âm thanh này, ngả ghế này, qua bài này, rồi thì lên rèm. Đây ạ. Lên rèm rất là hay. Chỉ duy nhất là cái phiên bản Camry bản thì phải có trong cái phân khúc xe hạng D. Và xe cái chức năng cái bảng đồng hồ này thì sẽ có trong cái từ phiên bản 2.0Q trở lên, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV đều có cái option như này. Và đây là cửa gió thứ hai cho hàng 2. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái cụ thể về chi tiết về nội ngoại thất cũng như là giá bán của chiếc xe Toyota Cross do Camry phiên bản 2.5Q màu trắng ngọc trai, nội thất màu be. Thì anh chị nào có em tư vấn thêm về các vấn đề như là trả góp này, rồi màu xe, giá xe, lịch xe, thì anh chị liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em sẽ hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.